Hello, xin chào anh chị em và các bạn. Trong một cái phiên đang tăng điểm 22 điểm như thế này thì thực sự là tất cả quý anh chị em và các bạn cũng như tự doanh chứng khoán thì cảm thấy rất là vui cho một cái thị trường tài chính của phiên một cái phiên sau cái tin tốt đến từ đàm phán giữa Trung Quốc và Mỹ. Thì có một cái câu hỏi mà trong buổi sáng ngày hôm nay có một cái độc giả đã đặt cái câu hỏi dưới những các cái video thì hỏi rằng là điều gì sẽ xảy ra sau cái phiên tăng điểm mạnh của ngày hôm nay, cái mức tăng tại thời điểm hiện tại của phiên ngày hôm nay thì có lúc đỉnh điểm lên tới 2,4%, tức là khoảng đâu đó 22 điểm. Theo cái kinh nghiệm thông thường của nhóm tự doanh thì thưa với anh chị em và các bạn là sau một cái thông tin tích cực, thị trường sẽ có cái sự bật tăng nếu mà so với lại cái phiên trước đó, tức là thứ sáu tuần trước, thì được coi là một phiên bật tăng rất là mạnh. Tuy vậy thì chúng ta phải nhìn nhận một cách khách quan mà nói thì thị trường của chúng ta trong một cái giai đoạn trước đó thì giảm điểm cũng khá là nhiều. Và trong cái nhịp hồi phục cách đây khoảng 10 phiên giao dịch thì chủ yếu chỉ số VN Index là hồi phục nhờ vào cổ phiếu họ nhà Vingroup và cổ phiếu Vinamilk. Thì trong cái phiên tăng ngày hôm nay, không chỉ mình Việt Nam tăng mà cả thế giới cũng tăng. Đặc biệt là chỉ số chứng khoán châu Á, đại diện là chứng khoán Nhật Bản, chứng khoán của Hồng Kông và chứng khoán của Trung Quốc thì tăng khá là nhiều. Vì vậy thì cái phiên tăng như thế này thì theo chúng tôi, theo kinh nghiệm của chúng tôi thì nó là điều hoàn toàn bình thường và dễ dàng có thể là lý giải được. Và sau cái phiên ngày hôm nay, hoặc cũng có thể là nhanh nhất là buổi chiều ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ thấy thị trường sẽ có những cái phân hóa. Những cổ phiếu mà tăng theo cái xu hướng chung, tức là nước lên thì thuyền lên, nước xuống thì thuyền xuống, tất cả các cổ phiếu đều đang tăng và đã tăng, thì sáng sớm ngày mai hoặc là những phiên tiếp theo thì sẽ có những cái phân hóa rõ nét. Những cổ phiếu nào mà được giới đầu tư nói chung và các nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là những người đã và đang tham gia thị trường trong những phiên gần đây cũng như là tham gia thị trường vào phiên buổi sáng ngày hôm nay sẽ đánh giá tốt thì sẽ được tiếp tục duy trì cái đà tăng. Còn những cổ phiếu nào mà không được đánh giá tốt nữa thì nó sẽ giảm. Thông thường thì những cái cổ phiếu tốt mà trong cái giai đoạn trước đó chịu sự ảnh hưởng của chiến tranh thương mại bị giảm mạnh thì có thể sẽ có một đợt hồi phục đủ lớn, đủ dài và đủ lâu để quý anh chị em và các bạn có thể lướt sóng. Cái sự phân hóa ở đây nó còn thể hiện ở chỗ đó là trong tất cả các cổ phiếu thì những cổ phiếu nào hiện tại đang có cái biểu đồ phân tích kỹ thuật tốt, được giới đầu tư theo trường phái là phân tích kỹ thuật đánh giá là tích cực, có khả năng hồi phục vì đã có một giai đoạn là giảm giá đủ dài, đủ sâu và có những cái tín hiệu hồi phục thì cũng sẽ tiếp tục duy trì cái trend phục hồi, cũng giống như cái trend phục hồi của Vinamilk trong cái đợt chia sẻ gần đây mà nhóm chúng tôi có chia sẻ với anh chị em và các bạn, tức là nó giảm điểm đủ lâu và cái khoảng cách giảm điểm, tức là cái độ giảm điểm và cái tỷ lệ giảm nó đủ sâu. Vấn đề nữa đó là chúng ta có thể là vẫn còn bi quan về một cái tương lai của thị trường dài hạn thì cũng còn nhiều điều cần phải suy nghĩ. Tuy vậy thì theo chúng tôi thôi, thì thị trường sẽ có một cái nhịp gọi là vừa là tăng điểm, vừa là tích lũy trong cái khoảng thời gian mà cái cuộc chiến tranh thương mại có thể là tạm thời được gác lại. Bên cạnh đó nữa thì những cổ phiếu mà trong cái quý 3 vừa rồi
có vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng tốt cũng như là khả năng trong quý tư này thì vẫn đảm bảo được cái tốc độ tăng trưởng thì sẽ tiếp tục được giới đầu tư, kể cả giới đầu tư cơ bản và giới đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật quan tâm, thì đó sẽ dòng tiền sẽ tập trung vào đó. Một điểm thứ tư mà chúng tôi muốn nhắc tới trong cái việc mà ngày mai nó sẽ như thế nào thì nó cũng bị tương tác bởi cái những cái doanh nghiệp, những cổ phiếu mà có giới đầu tư nước ngoài đang nắm giữ nhiều, thì cái đợt chốt NAV của quý 3 à của xin lỗi của quý 4 năm 2018 cũng sẽ được cái chịu tác động. Trong số đó thì Vinamilk cũng là một trong những cổ phiếu như vậy, tức là sẽ chịu cái tác động như vậy. Và anh chị và các bạn còn băn khoăn cái vấn đề gì, còn muốn hỏi vấn đề gì, hay là muốn chúng tôi nói về một cái chủ đề nào đó thì vui lòng comment ở dưới video này để chúng tôi có thể tiếp tục chia sẻ với quý anh chị em và các bạn. Anh chị và các bạn có thể vui lòng là đăng ký cái thông tin ở dưới cái đường link ở phía dưới video để chúng ta cập nhật những cái thông tin của nhóm tự doanh qua Zalo cho quý anh chị em và các bạn, và ở cái đường link phía dưới. Nếu như những cái thông tin chúng tôi cung cấp anh chị em và các bạn hữu ích thì vui lòng để lại like và nhớ đăng ký kênh để có thể cập nhật tiếp những cái video tiếp theo của nhóm tự doanh chứng khoán. Mong rằng anh chị hãy để lại những cái nội dung mà muốn chúng tôi thực hiện thì để lại ở phía dưới video này. Cảm ơn quý anh chị em và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.